Hôm nay thì mình đi làm bô ARO check in cho 3 xe vé chính, 3 chiếc một lượt nha. Bây giờ thì đang tiến hành làm bô. Đó, cho cái cây bô ARO check in nè. Tí xíu làm xong mình sẽ test tiếng bô của 3 xe thử coi là nó như thế nào ha. Để xe này đang tiến hành là tháo bô zin với lại cổ bô ra để mình bỏ cái bầu giữ lại cái tổ ong. Bây giờ mình sẽ nổ máy nghe thử. Nổ máy. Đây. Và bây giờ là đã xong một chiếc rồi ha, là hai chiếc rồi, tí xíu nữa ba chiếc mình sẽ đem ra chỗ dán nhắn á, rồi mình sẽ test bô từng chiếc cho các bạn nghe. Sau khoảng thời gian từng khoảng 3 tiếng rưỡi thì mình đã xong hết 3 chiếc vé chính. Đây. 3 chiếc vé chính đều đi lon ARO chất tiên và làm cổ công ha. Ồ, đường xe đông quá mình chưa qua đường bển ha. À, chỗ này kẹt xe hoài hả? Đây ba lon ARO chất tiên đều làm y chang nhau nha, ba giấy chính đều làm y chang nhau và tiếng rất là ok. Tí xíu nó ra chỗ trống thì mình sẽ test cái âm thanh cho các bạn nghe thử. B2 dính bằng C á, nó giờ bằng C, nó đang dưới bằng C. Hôm nay là ba xe với chính làm ARO chất tin thì cổ công lên đi chen nhau nha. Đây, ở vị trí này thì các bạn thấy là ba cây ARO chất tin cổ giống y chang nhau. Ở xe bên đây thì không có dán tem, là để cái lon màu đen. Ba chiếc thì tiếng nó giống giống nhau không nha, tại vì đi có một lon bô và một cái kiểu cổ,